Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tuyển dụng nhân tài là rất rõ ràng. Tuy nhiên, xung quanh quá trình giới thiệu, tiến cử và thu hút nhân tài vẫn còn nhiều khía cạnh đáng bàn. Một trong những vấn đề đáng lưu tâm là việc lợi dụng chính sách thu hút để đưa người nhà, người thân vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. Trong trường hợp quy trình giới thiệu, tiến cử và tuyển dụng không được bảo đảm chặt chẽ, khách quan và dân chủ, và người đứng đầu không đặt lợi ích và sự phát triển của cơ quan, đơn vị và địa phương lên hàng đầu, việc thu hút người nhà thay vì người tài có thể dễ dàng xảy ra. Một vấn đề khác đáng lo ngại hơn là khả năng chọn nhầm nhân tài những người giả danh là trí thức hoặc đột lốt thành nhân tài. Trong thời đại hiện nay, không khó để mọi người tự tạo cho mình hồ sơ công việc với đủ loại bằng cấp và chứng chỉ sáng láng. Đặc biệt, tiêu chí quan trọng trong quá trình tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ có liên quan đến bằng cấp đã tạo ra tâm lý thiếu minh bạch trong xã hội. Hiện tượng cạnh tranh lấy bằng cấp đang diễn ra, khi mọi người cùng tranh thủ để có được bằng cấp và chứng chỉ quốc tế, nhưng thực tế chỉ là học hỏi bề ngoài, thậm chí có người mua bằng cấp để thể hiện danh tiếng và thăng tiến trong hệ thống. Hiện tài là nguyên khí quốc gia, hiện tài không thiếu trong đất nước, nhưng việc chiêu hiền đại sĩ vẫn là một vấn đề đầy thách thức. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh cách đây mấy năm, khi thành phố thử nghiệm đề án thu hút nhân tài giai đoạn năm 2014 đến năm 2018 và tuyển dụng 19 chuyên gia với mức lương tối đa 150 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, khi triển khai chính thức vào năm 2019, mức thu nhập đã giảm còn 13 đến 15 triệu đồng một tháng và chỉ còn 5 người ở lại trong dự án.